Bowman đối đầu với sang trận đấu này, chiến thắng vẫn thuộc về Sam Thing. Nó đâu này, xin tao đi, xin tao nhau, flash anh ơi. Phát ra xài. Chết rồi. Ba mạng cho anh Xiang và liệu anh Xiang có không? Không có rồi. Mèo sẽ bớ ngay cái mạng móc máy của đại này. Hoặc mèo nằm xuống. Cơ hội vẫn còn. Đừng một cái ấy dịch cho Xiang được cơ nào. Ấy nhưng mà đó là lúc Xiang đi mất rồi. Finesse là người deny đi cái ace này. Đấy mới lại, đấy City. Cường trước mặt. B. Hay. Bắt thêm cả BMV đến từ vài nét và trông các bạn muốn làm ba nhưng không được rồi. Đức Tý có một, Đức Tý có đôi, Đức Tý liệu rằng có một cú clutch 1v4 hay không đây? Hay cúi ốp. Đây là 1-1. Trước một cái Đức Tý đối đầu cùng với Đức Tý. Bật quá chính xác và đó là chính xác dành cho Đức Tý. Không đẹp. Mèo sẽ rất thoải mái, Mèo đang côn những người đồng đội của mình chậm lại một chút. Thế anh là cái tên đầu tiên nằm xuống, sau đó là Layla. Còn một người nữa đang chuẩn bị nằm theo. Và Archie trước khi nằm lại vẫn kịp thời hạ đụp được hai người. Vines có mạng của BMV, tình huống vẫn là 2v2. Lợi thế không nhiều dành cho các thành viên bên phía của team Sang Trần. Nhưng ít nhất thì họ vẫn đang có đủ thời gian và không gian để chọn lại những vị trí đẹp nhất ở trong khu bom xe A. Nó có thể về City nhỉ? Bắt cái bài ngay. Sẽ bố vậy. Chạy rồi. Tại sao rồi? Giao. Bí hoài. Không có súng đâu. Rồi. Để đi support cho. Hai xe long, bắn. Bắn con tách Đức này. Hai xe long nữa. Nữa. Phải. Một nữa. Ui, hello. Cái trái cuối. Ôi, đại vậy. Attackers win. Bắn đi em. Phát rồi. Bốn bốn. Hai. Chết rồi. Một sai nữa sao ấy, cẩn thận. Bốn đi. Bốn hết. Chết rồi. Hai. Dash. Đang chờ những động thái. Đạt nhanh hơn cả tốc độ hạ gục đối phương. Và giờ thì bậc thầy Flick hết phép rồi. Những phép thuật đã xuất hiện bên phía của team Sang Trần với triple kill dành cho Aruan Seng. Ở đâu ấy? Hai anh em. Hai. Máu mít một. Bảy nửa máu chết. Ôi chết thằng lột kia cho đi. Một sai. Bắt. Chết rồi. Bom rớp. Mít cuối. Hai. Có kim mít à? Mắc kìa con mít rồi. Hay. Chưa làm gì con smoke. Hết smoke rồi. Hai mèo ơi. Lát xin CD. Hay. Hay lo. Không ngoài. Hay. Một lên. Lên. Một CD một sai. Một bất kỳ nữa. Phải là bây giờ. Đi ra.
muốn bắt kịp, muốn bắt kịp, có TP đứng đây. Muốn kịp bây giờ. Ờ, đó đúng rồi. Bắt bắt sai cuối, có TP. Lũ bom đi, lũ bom về luôn. 10 giây. Chưa được. Anh đi, anh đi. Kịp đi. Vẫn phải bò trên con quài cá si rất khổ, gần như là hết giờ rồi. Hey! Gì đâu? Đơn giản thôi, những cái pha xử lý nó gọi là đơn giản thôi. Anh biết là đâu? 3B này. Ê, số không biết lại đâu cho không tiếp anh em ơi. Chết bò đằng. Đi nè anh em, để đi. Em có công 5 giây, công 5 giây. Cứ chết qua đi từ từ sai mới được thôi. Đồng Finance. Đấy sẽ là quyết định bỏ người thế giới, nhưng check là kỹ tới từ vị trí của Sang Trần, đến từ Sang Trần. Và mạng tiếp theo với bậc thầy Flick Day. Ô, tinh đan nhưng mà cửa đóng xuống nhanh quá, không chạy được. Và đó là bye bye Thế Anh cũng như là round đấu này của team Thế Anh luôn. Heaven, heaven, hay. Hay, hay. Phát em ơi, phát. Phát nè. Phát tiền đấu nào, phát tiền đấu nào, phát tiền đấu nào. Đi cuối nào ấy. Hay. Phát này, có phát này sang, phát đâu? Phát đi, phát lại đi, phát lại. Phát, phát đi. Hai, hai hàng nữa, hai hàng nữa, hai hàng nữa. Yên, 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 yên. Một, sai cuối, cuối. Hai. Sao lại nào? Phát, phát lại hai trái nha, phát lại hai trái nha, phát lại hai trái nha. Cái nữa nào? Một tín hiệu retake với những quả flash liên tục được nhồi ra. Những thành viên bên phía của team Sàn Trần và họ lao vào nhau. Và những cái điều kiện nó xuất hiện dành cho các thành viên bên phía của team Sàn Trần là quá nhiều. Một chưa, một chưa, một chưa. Được của nó, được của nó đấy. Mắc kì đông, mắc kì đông, mắc kì đông, mắc kì đông. Cái chung bên, bên em ơi. Bên. Ôi, ai cứu anh Trang với. Góc kề này là đẹp dành cho vị trí của anh Trang lại bước 2 rồi. Thành công như thế anh Flick quá kinh khủng đi rồi. Thế anh vẫn chưa muốn dừng lại tại đây đâu. Vẫn đang là một góc kề chỏm đầu ở tại khu vực Market. Những trái spy đang rơi. Thế anh nhìn thấy được chân của đối phương. Và đó là mèo cu te lên tiếng. Đây, 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 từ từ bỏ, bỏ phép. Có mù, có mù nào. Mù, bán, mù, bán, mù, 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 mù. Long đây, Long ngay, Long ngay, Long đâu cả. Một trăm sai, 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 sai. Copy, copy. Chết rồi. Chết rồi. Hai. Elbow, elbow, elbow. Hai. Hai. Đang cân bằng được cái thế trận về người nhưng bây giờ lại một cú đẩy tiếp vào đây, đẩy đến hai người và chắc chắn là Yuma không thể biết tới điều này. Vẫn đang là 3v3. Nhưng cái thế thì đang là thế gọng kìm mà bên phía team thêm thiết lập, nhưng thôi xong rồi, cái kìm thế hơi lủng. Cái thế này là thế anh bước qua làn khói. Và đó là thế anh đi. Thì Akashi chỉ giữ lại được một điểm hạ gục duy nhất thôi. Cái bonus round trông có vẻ rất là lủng rồi. Sang Trần vẫn để em Hùng. Để em Hùng. Em Hùng làm được. Được. Cứu được không đi? Cứu được không đi rồi. Hết kêu. Hey. Hey. One game never lose. Bring đi. Không. Ok hả? Ai? Về, về, về được rồi. Chờ, của Layla ngăn đối phương có thể di chuyển qua. Thêm một trạng thái hưu máu giúp cho đại hồi phục, nhưng không làm được gì cả. Mèo có kill và mèo tiếp tục băng qua làn khói này. Không ai cover cho vị trí của Layla. Bộ đội còn lại đều đã mắc kẹt ở trong khu vực yêu hầu. Và đây là mèo cụ tè triple kill trong round thi đấu này. Bước qua anh Hùng gặp trong mình quả boom boss. Em Hùng vẫn dí một trùng chuột phải được vào đầu của mèo cụ tè. Khẩu súng lớn đã rơi. Ô tiểu huống bay, và đó là bậc thầy Flick bay thẳng vào vị trí của Sang Trần. Và sau đó anh đi rất nhanh. Vào, vào, vào. Ôi, ơ, bắt đầu con chạy như mày. Có súng rồi nào, có súng. Vô chưa, vô chưa. Bắt đầu, cho súng bóc, cho súng bóc. Trong xe bóc, trong xe bóc. Có phải đồ, có đồ. Trong khói, trong khói. Có xài, có xài. Chú shot chứ không phải là dồn người vào bát. Cái đường nó khó đi hơn rất nhiều. Nào, mèo đang phải một mình quay cả hai đầu khi mà Ezula đã bị phế tầm nhìn bởi quả smoke rồi. Nhưng không, bây giờ Ezula giạt ra tiếp một nhịp nữa thì có mạng thứ hai. Đức Tì và mèo cũng đã lên tiếng rồi. Thì bây giờ mặc dù Layla đã cố gắng nhưng chừng đó là không đủ. Đức Tì đây cũng có một tiếng bắn dính. Hay anh Toàn ơi, anh Toàn bắn hay vắt, em yêu anh. Một con Ray trong tay của mèo đang thể hiện một sự aggressive cực cần thiết. Còn anh Tì anh, ôi bay đâu đây? Để có thể né được quả lựu đạn thì anh quyết định là bay lên. Nhưng bay lên thì cũng là hạ xuống được. Bay được thì cũng phải hạ được thôi. Layla cần phải làm nhiều hơn nữa. Nhưng khó dành cho Layla mất rồi. Bão laser công kích liệu có được sử dụng hay không đây? PMV nhìn thấy đối thủ của mình, nhưng đó là vị trí của đại Cute. Người mới đang ở vị trí bot track. Đại cần chứng tỏ được khả năng của mình. Và đại đưa tình huống trở về là một vs 1. Và anh Sang vượt qua được đại Cute. Triple kill cho đại rồi. Hai. Anh này bắt máy.
Rồi hay rồi. Quay xe bắn ra luôn. Lần này bắn vãi, lần này bắn hay lắm. 4B thì vào kiểu gì để tìm thấy 96 ơi, quả phát trả ra là tốt. Double kill cho Ezola, anh xem có thể một mạng. Triple kill cho Ezola, đại cũng thể đổi 2 nhưng thời gian cận kề 20 giây thôi. Đại làm thế nào đây khi vẫn đang còn 2 mục tiêu nữa mà đại cần phải xử lý. 1v1 với thời gian là đủ, thậm chí là đại đã nhìn thấy đối phương. Nhưng quan trọng là bánh trưng đang rơi. Đại cần phải đặt được spy, nhưng đó là đại Kute không giành chiến thắng được trước mèo Kute hơn. Bóp rock Milong. Hey! Hey! Đấy, em hỏng kìa, em hỏng. Đang ngày càng gia tăng ở team sáng trần, họ đang từ từ chiếm map, nhặt những viên orb và tối ưu hóa lợi tức ở trong round đấu như thế này. Cương skill đến từ Suka và Red Devil, nhưng cả hai tuyển thủ này thì chỉ đủ được một. Vì kiểu gì thì họ cũng sẽ có thể đem về cho mình chiến thắng thôi. Phản xạ rất nhanh đến từ mèo Kute. Được đâu, kể cả trong một đấu yếu tiền nhưng khi lụng lại một khẩu van đồ câu chuyện là khác. Không thể nào mà biết được rằng là có Đức Ty đang đợi sẵn ở đây. Là đủ để team sang trần có thể nghĩ đến bài thi đấu của mình một cách thoải mái hơn. Họ kẻ bức tường rất đẹp và có vị trí của anh Sang vào hạ gục Bomben. Muốn bắt thêm cả Suga, Red Devil đổi một mạng, double kill cho Red. Và đang kéo lại lợi thế dành cho team Bomben. Lượng thời gian là tương đối lớn, ít nhất là 10 giây được câu bởi một mình tên Red Devil rồi. Vẫn đang còn trái phát phút ra, nó trắng cả đôi và đây sẽ là những cái free kill Red không? Chỉ kịp làm bề bùi Wing Vũ có thể làm được 14 giây. Người cuối là Tài Con đang cố gắng móc máy, bây giờ thì phải chậm lại một nhịp với từ Tài Con. Bùi Minh Vũ vẫn fake, và giờ thì Bùi Minh Vũ cơ lắt được Chắc chắn là phải lên nó. Linh, trước mặt em. Bên phải. Hey! Hey! Vãi! Vui! Khôn! Vui vui vui! Very good! Hai! Một hô! Hai! Áp đắp kìa! Đời! Deep! Anh Bom rõ ràng là người khỏe thì vẫn đang phải dìu thương binh mang tên Vít. Thôi sao anh Bom ơi! Địch ở sau lưng ngài kia mà thôi! Bài! Một sụt không nói nhiều. Tôi tin là sẽ một sụt nhưng không, anh Bom chạy thì này thì sẽ là phải ăn đạn thôi. Tái đấu có rất nhiều đồ được bồi đến cả hai đội tuyển. Tạm thời team Bomben đang không khai thông thế bế tắc, đặc biệt khi Red Devil vừa bị mất đi mạng đầu tiên. Đức Ty đẩy ra thêm cả Ezreal cover nữa. Quá nhiều lợi thế dành cho các thành viên của team sang trần. Nhìn xuống lưng ơi. Chứ cứ đây, đây. Ta đây. 2, 3. Hai. Từ lên này. Flash quay kìa. Hai. Ezreal đây thì phản ứng lại rất nhanh. Cứu mí và đang có những thông tin chuyển về rồi. Sẽ có thêm một người đỡ bắn kẹp Ezreal và thậm chí bản thân Ezreal cũng đã có bạn của Suka đôi Đức Ty, người Backfield thậm chí có chết trước cơ. Vẫn chỉ là sự cân bằng về người. Ezreal chịu đào ở đây và bắt được tên Red Devil rồi. Lợi thế là sức cơ nhưng có thể dừng trận đấu này. Mạng thứ 3 cho Ezreal và đó có phải là mạng thứ 4 hay không đây thì Tài Con ra bom bên đã rất yếu và không được rồi. Hay. Một sai, một bố điện đúng không? Bố điện Có rồi. Một đại bè này. Lợi thậm chí ở đây thì còn bắt được cái Vít nữa. Mất đi Nitator rồi, mèo bớ thêm cả Suka. Có vẻ như mọi thứ đã an bài khi mà quả spy trên người bom cũng đã rơi. Chết rồi. Bắn. Bay rất dẻo đến Red. Đang có một snake bay không cho anh ta có thể tiếp cận gần hơn với củ Yuho. Bên phía bên này mèo Kute đáp trả một quả tên lửa bắn chết cả ba. Anh ơi. Ôi, tôi ổn đấy mèo. Hai mèo ơi. Vãi mèo. Này. Tụi lên kìa. Bôi này. Bôi. Cắp bùa. Mù quá bên này. Sao không phải lo này. Smoke đi. Từ mèo nó móc anh em ơi. Hey. Đâu, chết được fan ơi, xuống cửa mà fan ơi. Đi bạn, thoải mái đi. Kìa. Một bedroom, hai bedroom.
Bắt được chết. Một bác trai. Anh kêu cho em, mèo ơi. Rồi chết. Sao tưởng em được. Hai. Cô đã bơm một móc. Một CT nữa. Một TP. Một CT. Nó cú à? Cú CT à? Sắp phải. Ai CT? CT nữa. Vãi. Nợ hàn em. Có tinh linh rồi được kích hoạt rồi. Nhưng ở đây thì tài con đã vỡ được ánh sáng, không còn đợi thêm về người nào nữa cả. Bật form lọc lên, tài con muốn chơi xanh chí vẫn hủ luôn. Nhưng mèo đã bắn tên lửa ra, bắt được cái tên súng cá bên. Vẫn thêm L1 đã cứu ra ánh sáng. Hay là cùng với đó là mèo đang khai thác lên của bóng mèo. Chỉ còn lại một mình anh viết trong tiếng buồn. Vẫn hai thường gian vẫn còn cho bộ đội của chúng ta chờ xử lý. Phục bắt lao ra nhưng không hề trắng. Bọn đó là cái kết dành cho team bóng mèo. Gòn, con flash. Hey! Hello anh em, hello Sài Gòn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trận chung kết trên sóng livestream và những bạn đã có mặt tại showroom của Phong Vũ ngày hôm nay để cổ vũ cho hai team, team Bowman và team Sanction. Những người còn lại chắc chắn lộ thông tin của mình. Sang cũng chỉ chờ một tình huống bắt bóng để có thể đi ra ngoài thôi. Và bước qua, Tài còn nằm xuống. Nhưng trước đó thì Tài vẫn kịp thời hạ gục được cái tên mèo. Hồi thêm cho mình 25 máu quá cẩn thận tới từ Sang. Bowman đối đầu với Sang trên đường tình huống này. Chiến thắng vẫn gọi tên Sang Thình. Đẩy móc được đẹp thế kia thì họ cũng bách về đấy là bắn tổng được ở B luôn. Anh Xiang móc tới nơi, anh Xiang làm đôi rồi, Cam ơi đây rồi anh Xiang đi luôn trong tay của hết cứu Suka. Bây giờ lại thêm về người vẫn đang là lớn cho team sáng trận nha. 4-3 lao qua quả smoke đấy luôn, Vi đã nằm, hết cứu của em đổi thêm một vàng nữa, đắp một cứu trước khi đâm lại bởi Vi và đó là dấu chấm hết. Một chú khuyển và đã lấy được thông tin của Hamler với team Bowman là team sáng trận có động thái bách về ngay. Lần này thì cái thương của anh Hải đã cẩn thận hơn rất nhiều. Dựng cảm một thủy kiên được đoạn bom nữa. Nhưng anh Xiang cũng như là chị của mèo đang làm khoảng cách việc bom mèn đang tiến vào bom sai bỉ ở đây. Biển vi bắt thêm bom mèn nữa. Hết cứu cố gắng. Nhưng người đồng đội là Vít đã nằm. Một viên Suka, một viên 3 và quả Spike tiếp tục rơi như thế này. Vẫn cứ là khó bắt được một di chuyển trong hàng xa thật đấy. Nhưng bây giờ thì sẽ liên tục lại được spam vào. Và khi cái thủy kiên hết hiệu lực thì đó là lúc mà Isola tử hình hết cứu. Tụi team bom mèn đánh mê đến chừng nào thục tí thôi. Tuy nhiên thì vào được rồi, thủy độ được thật đấy. Nhưng vẫn đang lại tình huống chống trả cực gắt lên team sáng trận. 2-2, thậm chí là đổi thêm 3 nữa. Nhưng hết cứu đã kịp thời hạ gục mèo để đưa tụi về thế cân bằng một lần nữa. Nhưng bây giờ thì anh Xiang đã tới đây, trở thành nữ hoàng sáng trận rồi. Nữ hoàng sáng trận làm gì đây? Khi hết cứu đã bớ được cái tên Đức Tì, nữ sáng trận lao ra và đó là vả mồm của hết cứu ngay lập tức. 6 cầu của team sáng trận đây thực sự là một cú bánh trôi rồi. Một round đấu vẫn trông khá giống là Flawless nhưng mà tài còn đấy đã kịp thời có một trước khi mà Isola có một tình huống quạt cho anh Vít mát. Anh Vít mát quá lạnh gáy đi luôn rồi. Đã liên tục có những tình huống rút ra rồi đánh bom. Chậm lại rồi, mèo gặp nguy hiểm. Góc kê lại không thể nhìn thấy được mèo. Tuy nhiên bây giờ chúng ta yếu máu rồi. Suka làm được một và đấy vẫn đang là player thi đấu tốt nhất trong đội hình của Bowman. Rất nhiều điểm cứu đã tới với đội tuyển tấn công, những con sao trên tay của tay con đã dụng gần như toàn bộ. Và bão laser không kích chia cắt đội hình bên phía của Bowman, còn lại một mình Vít ở trong khu vực sau và vốn đã lộ đi thông tin của mình. Giá bên ngoài bây giờ gần như là một điều không thể. Thì đang là một tình huống tổ quay vây bắt. Nhưng một bột và đó là cái quát kiểu dạy cho anh Vít. Dạy và gáy ngay lập tức mặc dù họ mới chỉ có được chiến thắng đầu tiên. Đức Tề vẫn đang tiếp tục cố gắng, những team bị sắc ta bởi Red rồi. Tính đưa trở về đó là một Red Bull. Lao ra chuyên cứu rất nhanh từ hai đội tuyển, cái hàng xà đã bị kết thúc rồi. Và chỉ còn lại đó là bộ đội Bowman cũng như là đội đội Red thôi. Nhưng Red đang rất yếu, anh Bom cần phải làm được gì đó. Chú chim trả ra, sáng trận là bạn thứ 3 và BMV cũng làm đốt bạn của Bowman trên thắng thứ 10 để team sáng trận rồi. Và đó là một màn tỏa sáng cá nhân đến từ đội trưởng sáng trận. Đoạn mở đầu chương trình thôi. Đúng rồi, đoạn này phải nói gì cho sáng trận xem tờ thứ 2 một đây. Thì đó là một cú búp bắt đẩy ra Milo bắn cục luôn team sáng trận. Và đó đắp kêu trên đầu lại như một bạn như sáng trận. Team Bowman đang bị hủy diệt và một round đấu làm 3 đến từ Aetrola để kết thúc được tiểu first half. Đó là thêm 15 phút nữa thì trận đấu kết thúc. Một tiếng cảm chứng như đây là có OT. Vẫn đúng đất đao mà. Vâng, để xem nào. Anh Sáng cứ bỏ gọn vào trong túi của mình thôi. Với 1 và 2 điểm hạ gục cho riêng mình. 2 rưỡi bắn.
Vâng, đang đặt spy rồi. Anh Bom vẫn đang sống trong cái khu vực có khiên của mình. Nhưng giờ anh Bom đã bỏ cái khiên đó để đi reflect. Đợi anh là những cái viên kẹo đồng mà BMP trao cho. Còn đây thì là một tình huống mà chém nhau trong những quả smoke quá to là án tử và nhân tài còn. Chắc phục với B-Ram. Nhưng nên nếu đây là rất nhiều những khẩu Vandal. Thậm chí có một người đang Biter, đó chính là anh Sàng Trần. Anh Sàng Biter quá hay khiến tập thể các thành viên phía của team Bowman bây giờ rụng rời hoàn toàn. Rồi giếng trọng lực là chính xác. Không, chính xác là mèo. Trận này Sang là người chơi dẹt. Nên nhớ trong tay của Targon bây giờ vẫn đang còn cho mình 3 con dao. Và một frag thôi sẽ có thể hồi. Nhưng con trở là tài nằm xuống mất rồi các bạn ơi. Những người tiếp theo cũng rụng như sùng. Nanoswarm bây giờ đã được kích hoạt. Targon sẽ là người cover. Nhưng đây sẽ là một động thái nhảy qua với khẩu Shotty. Baranoid được trả vào trong trái smoke rất hay. Nhưng Shotty tầm nhìn là gần, nó không bị ảnh hưởng bởi quả flash. Xếp off thôi Tài ơi. Chiến thắng là giờ là một điều không thể. Vẫn đang cố gắng đến từ Tài. Những giây cuối cùng và thời gian chúng ta đều biết là nó không thể đủ nữa rồi. Còn một cái giếng trọng lực cơ mà Tài đây quay hoay cũng diễn đi luôn rồi. Và đó là trận đấu tiếp theo vẫn còn để tìm Trang Trần. Anh Trang sẽ có tới 4A trong pha thi đấu này dành cho các thành viên bên phía của team Bowman. Nhưng những người quay về hỗ trợ bị che tầm nhìn đi bởi trái smoke. Có thậm chí bị spam một cái tên là mèo Kute. Những điểm flash đều có thể băng qua. Nhưng cuối cùng tất cả những gì chờ đợi viết đó là một cái án tử. Và khẩu om trong tay của Tài còn sẽ đi xếp khi Bowman không vượt qua được mèo Kute. Tay là quá to rồi. Kuka đã phản ánh tất cả. Hết cứu kể cả Tài thì đây cũng sẽ bảo toàn tính mạng cũng như là số operator nữa. Nhưng với một trái Baranoid đẹp thì lượng tầm nhìn cung cấp tại vùng backside sẽ là không nhiều. Né tránh flash thành công trong khi đó quả flash của Vít là quá đẹp. Một cái anh nhìn đúng không được trả ra. PMP và mèo đã có mạng và thậm chí là anh Sang cũng đến nơi. Góp sẽ lạc sông về khu vực bộng sai B để cứu trái spy này. Một trái spy được đặt rất đẹp để kê tại khu vực long với 5 viên đạn nữa. Anh quyết định là không thay đạn. Nào, sẽ là gỡ fake một nhịp thôi. Dụ anh Vít lộ mặt, anh Vít lộ tiếng súng Aerola có bay ra bắn luôn để không đến câu trả lời là có. Và thời gian thì nó là dư xăng để cho Aerola đem về chiến thắng thứ 11 cho team mình. Bom sắp đặt đánh Vít rồi. Và bây giờ thì trông rất giống rất là tám dành cho mình với team Moment rồi. Kể cả khi Đức team vừa có mạng của hết cứu. Ồ, Đức team quyết định sẽ sử dụng cho mình một cái cầm chân để đẩy lui các thành viên bên phía của team Moment. Sẽ có người đẩy ra ngoài thôi. Và Tài còn không biết được anh Sang đang ở đâu. Ôi ôi anh Sang ơi. Anh Sang bắn cái này thì dở rồi. Anh Sang ơi, anh Sang bắn dở rồi. Tuy nhiên thì thời gian làm tủ cho anh Sang là vô trái spy thành công. Máy là 1, 2, 3. Vâng, ok. Trước hết thì cũng xin cảm ơn nhãn hàng Intel đã cho bọn em có cái cơ hội được tham gia cái giải đấu này. Và cũng cảm ơn team của anh Bom ngày hôm nay cũng đã có những cái trận đấu rất là công hiến, cũng như là team của anh Thế An và team của anh No Way. Và cũng mong là tất cả các bạn ngày hôm nay đến đây đã có được những cái phút giây giải trí. Và bên cạnh đấy là nhận được nhiều phần quà đến từ Intel. Nói chung là giải đấu này bọn em cảm thấy rất là vui. Có được một cái sân chơi cho anh em giao lưu cọ xét bên cạnh những cái giải đấu mà nó mang tính chất chuyên môn cao hơn. Thì anh em sẽ có một cái sân chơi mà anh em có thể thoải mái mà chơi, không lo một cái gì cả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Intel. Và cảm ơn tất cả anh em đã tham gia giải đấu này.